ơi, mình mưa quá các bạn ạ. Trước mặt mình là một cánh đồng đang rất là nhiều nước. Nhà hàng xóm mình có vườn bưởi, bưởi nhiều quá, nghiêng hết cả cây. Giờ mình sẽ quay sang bên cái một số cây mình trồng. Mà lâu lắm rồi mình không tưới cây, giờ không biết nó mấy cây đó còn sống hay chết nhá các bạn. Sang với mình nhé. Mải đi làm tưới cây toàn nhiều con tưới, à bây giờ hôm nay mình đưa ở nhà sao mình thăm xem là cây của mình còn không ấy các bạn ạ. Đây là cây hoa bồng này mình này, đây mưa vào nó cũng vẫn xanh tốt. Thỉnh thoảng mình lên tưới nước thì nó cứ héo các bạn ạ. Đây cái hoa giấy, không có một cái hoa nào, một chút hết hoa rồi, còn lá thôi các bạn. Đây là cây tóc tiên, mùa hè mà không thấy ra hoa nhỉ. Thì mình có rất là nhiều cây. Cái này là cái gì? Nha đam. Mình rất nhiều cây nha đam nhé.
Bạn nào nhu cầu về làm đẹp ở rừng diềm Nha Đam hỏi mình nhé. Mình nhiều Nha Đam lắm các bạn ạ, mà không dùng gì đến. Ai rất xinh giống nhà mình rất là nhiều nhé. Cả cây bồng nữa các bạn ạ. Cây hoa bồng. Đã tàn hết hoa rồi. Mọi hôm thế này đỏ cháy rồi chơi. Đây, ngày xưa mình rất là nhiều cây nhưng mà vì không chăm được và chết hết các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn rất ít, 1/3 thôi. Thế mọc lan nhà mình nhiều lá khô quá, này không chăm được. Ôi mình cũng quá, mình làm gãy mất cây một cành nữa. Vụng quá là vụng. Lên ba nhánh đẹp quá, mình đã làm gãy mất một cành nhánh nhánh nữa. Đây các bạn, nhà mình mới chơi. Tại vì vẫn đi làm, không chăm được. Những cây mình trồng rất là nhiều là chết hết. Cây vẩy rồng này các bạn ạ, nhà nào mà không chăm được cây thì chưa nên trồng cây vẩy rồng này. Sống kiên trì vô cùng, tại vì trong lá của cây vẩy rồng này nó chứa rất là nhiều nước ấy. Khi mình tưới nước cho cây nhiều ấy, nó sẽ hút cả lá rồi. Lúc nào mà mình chưa kịp tưới ấy, thì là cái lá này nó sẽ mang đi nuôi cây. Rất là sống dai, dù mình có thể quên hàng chục hôm không tưới nước thì nó vẫn sống các bạn ạ. Nên mình mấy chậu hoa cúc đẹp lắm, và mình cho hết cây vẩy rồng mà trồng hết cái cây này, và vì mình đi làm rất là bận và lười chăm sóc ấy. Đây chỗ mình bây giờ đang rất là đang mưa, bạn ơi, mưa to quá. Biết chỗ bạn thì thế nào? Đây, những cái chậu cây mà mình mua về nó chết hết. Bây giờ chỉ còn một số cây còn sức chịu đựng khỏe thì còn chống cự lại được. Cái cây này rất là tốt này các bạn ơi. Mình không nhớ là cây gì nữa. Trồng thêm mấy chậu thì chậu là nán đất. Cái này nó có sức sống cũng mãnh liệt, nên là mình trồng sang mấy cái chậu nhỏ đấy các bạn ạ.
để cho đỡ trống. Đây là cái la kèn đỏ. Bữa trước mình thấy nó ra hoa đỏ và đẹp lắm. Đấy. Trong 10 giờ này. Thế các bạn ạ, à, chắc nó đang lên. Mình cũng đưa trồng mấy cái nhánh được ấy, mình trồng bảy rồng vào như này thì là nó sẽ tỏa ra. Rồi một khi mình tưới nước vào ấy thì nó tốt như này thì cao vẫn giữ được nhiều, nước nhiều nó cũng bay hơn. Cái chậu này thì không có cái gì che chắn ấy, nhiều mình tưới nước vào nhanh khô lắm, nhanh héo cây ấy. Bây giờ mình cũng có cái nọ, có cái chậu, nó cũng rủ rất đẹp các bạn ạ. Đây là đang toàn lụa đấy. Nhưng mà vì mình không chăm được nó héo nhiều quá, mình cũng phải trồng cái cây vải rồng vào các bạn ạ, để cho nó đỡ trơ, bảo làm sao nó giữ ẩm được cho cái chậu đất. Đây là những cái chậu này cây chết rất nhiều, rất là nhiều loại hoa. Ngày xưa mình đến mình không hết sưởi những loại hoa, bây giờ chết hết rồi các bạn ạ. Cái này mình chậu này mình mới ương này. Cây này thì sống sai thôi rồi, không cần nước nó vẫn sống được. Không cần tưới nước còn là mầm non này. Bỏ rất là nhiều chỗ phong. Trước ở chỗ này là mình là tất cả chỗ này là cứng hay cái hoa cây xương rồng đủ các loại, mà mình cũng không biết là nó đi đằng nào hết rồi, là chết hay là như nào. Mình để kín hết cả từ chỗ to, chỗ nhỏ, chỗ bé. Đây cái này nó đang có một cái hoa nụ hoa này các bạn. Đây. Hôm nay mình ở nhà nên thế mình sẽ tưới cái đạm cho cây cho nó tốt hơn các bạn. Đây là cái xô nước, cho đạn vào cái nước này để cây. Đầu tiên mình trồng cây mình hứng thú lắm các bạn, chăm sóc nhiệt tình chu đáo, ngày nào cũng chăm, mệt đến đâu cũng luôn chăm cây. Xong rồi một thời gian chán mình làm mệt đấy, xong mình bỏ hết, chả còn mấy cây nữa. Hôm nay mình sẽ pha nước ở đây là tưới cây lên, phải trời mưa. Nó bị mưa, nó bắn vào, ướt hết cả đạm và lâm. Các bạn tưới cho cây, các bạn lên hòa nước ra này cho mình nhé. Tại vì nếu mà các bạn còn để cả viên các bạn bón ấy, ít thì không sao, mà xa gốc thì không sao nhé. Các bạn mà bón nó gần gốc mà nhiều quá ấy, cây rất là hay bị sót và chết nhé. Mình toàn hòa nước ra này thôi. Còn mình bón, mình tưới. Nhà đào mình tốt quá các bạn ơi,
từ ngày chồng đến giờ là chưa biết dùng vào việc gì. Họ đi. Đây là gốc cây hoa nhài các bạn ạ. Đây, khô hết. Và bây giờ chỉ mỗi một duy nhất một cái nhánh này đang lên cành này. Và có một bông hoa nở rồi nhá. Hoa lưu đạn này tưới các bạn không tưới nhiều nhé, các bạn tưới mức độ vừa phải nhé, tưới nhiều quá nó cũng chết sót các bạn. Chắc mình để cây này nó xòe ra, nó mọc hết cả những cái chỗ bỏ không rồi vậy. Đây là cái thiết mộc lan, nhiều lá khô quá, từ ngày trồng đến giờ mình chưa chăm sóc, chưa bỏ bao giờ. Đây các bạn nhìn đất này của cây này. Khô rong chỗ này tại vì là chỗ góc không có nước mưa nó bắn vào á, mình không tưới được, đất khô rong. Trồng cây là phải chăm sóc thì mới tốt được các bạn ạ. Mình trồng cây mình rất là lười chăm sóc, toàn sai con lên tưới cây không ạ. Mình chỉ chăm được lúc ban đầu á, xong đi làm về nhiều mệt ấy, mình lười chăm. Đây các bạn nhìn, cho bụi cây của mình là nó từng ngày nào khô. Những ngày nào khô này các bạn sử dụng cũng được, không các bạn cho xuống gốc cho mình. Khi các bạn tưới nước ấy, vào nó sẽ giữ độ ẩm cao. Được. Đấy là cách trồng cây lười của nhà mình. Rất là lười.
này bực quá. Hoa bọng này nó rất là sống, rất dai, rất dễ trồng các bạn ạ. Đây các bạn để tách ra, anh nhánh này các bạn trồng hoặc các bạn hái những cái lá già này. Đây các bạn hái những lá già này này, các bạn đặt xuống dưới mọc cây các bạn ạ. Răng cưa cái lá này này mình cũng trồng mấy lần rồi, mình đặt vào cái đất ẩm ấy, xong mình đặt xuống nhưng mà phải chịu có tưới. Thì lá này nó sẽ mọc cây ở những cái răng cưa vòng quanh này. Thế là lúc đầu mình rất là có thời gian mình chăm sóc, nhưng sau mình bớt, mình không chăm. Không có bạn ngắt cái cây này của nó này, cành ấy, cành nó già nó nhiều đốt như này. Đấy, các bạn tỉa ra các bạn trồng, sống 100% luôn. Cái cây vẻ rồng này cũng vậy, mà mình tốt được rất nhiều. Các bạn chỉ cần ngắt những dây già già, các bạn dưới vào đất cái là nó lên luôn. Bây giờ trong vườn nhà mình là toàn những cây dễ sống các bạn. Sống có khi 10 hôm mình không nhìn thấy cây mà nó vẫn sống được. Bây giờ nhà mình chỉ còn lại những cái cây mà sống dai sống bền thôi các bạn ạ. Cây nào mà cần chăm sóc ở vườn nhà mình là cũng bị chết hết rồi. Con bọ gì thôi các bạn ơi. Đấy, chắc trời mưa nó trú dưới gốc, dưới lá cây chống mưa. Cái cây này thì chắc là không có con gì ăn được rồi. Nó trú mưa dưới lá cây. Đẹp quá. Không có thời gian chăm sóc con cây lau, mình cũng rất nhiều lá khô.
cành bò ra như này bạn này. Bạn có thể ngắt cái này, bạn trồng ở chỗ khác được. Nó củ sẵn rồi, nó dễ rồi các bạn này. Mình có rất nhiều nha đam nhé, nha đam con các bạn này. Nhánh nhỏ này mà trồng vào dễ lên lắm, trồng cái là lên ngay. Đấy, thế là mình đã trồng xong một chậu cây rất nhanh. Đây là những cây hoa lan, lan hồ điệp các bạn. Nhà mình đến hạ gần chục gốc hoa lan hồ điệp, bây giờ không sống được một chậu nào hết. Chắc ở chỗ mình nó nóng quá mà mình chăm sóc ấy. Thank you.
dễ sống mà sống sai lắm các bạn. Mình chỉ trồng bây giờ trên tầng nhà mình chỉ trồng được những cây này thôi, còn những cây hoa mà đẹp mà phải chăm nhiều ấy mình không có thời gian, nên là mình chết hết không trồng được những cây ấy. Những cây ấy mình chỉ trồng ở dưới sân nhà mình thôi, về gái là mình sẵn vòi nước mình tưới luôn. Trên này thì mình lại không lười chăm sóc ấy. Wow, những cơn mưa rất to các bạn ơi. Trời, một vầng đen này các bạn này. Mây đen kéo đến luôn luôn này. Đây, nó còn sáng trời, bây giờ rất là sầm trời nhé. Chó nhà hàng xóm thấy mình quay nó cắn kê quá các bạn ạ. Nhà mình bên nhà sân rất là nhiều nước. Mây đen kéo đến rồi. Mưa to rồi các bạn ơi. Thank you.
Nhiều mây đen quá. Ở trời nhiều mây đen quá. Thank you.